kênh nhá, Cương Lao TV và Mơ Sướng Channel nhá. À, chỗ trái tim đỏ là cái chỗ đó, chỗ theo dõi bên kia nên đang lái. Hết tất cả thay vì các bạn tải gắn đá về các bạn có không láng đâu. Ok, let's go, vào game rồi. Các bạn coi lại thì mình còn nét không các bạn? Mình vừa ngủ dậy lúc 11 giờ ấy, 11 giờ mười mấy ấy. Ở ngày hôm nay quất đến top 10. Copy. Sói trên tím à? Ok, cho sói. Vô đi. Chậm kia. Sói này.
Có bữa sáng mình nó ăn ở đây, tôi bảo bảo bảo. Thằng ấy gì nó không chịu vào bữa sáng mình nhờ. Nó ăn xong rồi. Đang ăn, ở mày. Gấu này, gấu này. Đi ơi, đi qua đê đứng nổ luôn nè. Ôi, bị chết luôn kìa. Phá chết xàm quá. Rốc này xuống mười level 3. Ăn đấy. Con điêu mà ăn đây nó có cái. Xanh luôn. Tốp luôn. Chơi luôn. Bò, bít. Sánh nó. Mất trừng phạt rồi. Bò. Tiếc quá. Ok. Tên. Ok.
Ui ui với một ngay cái lúc nó xuất hiện luôn nha. Một. Rồi được. Chỉ có 6 cái bản này biết ăn cái cống ấy nhá. Còn 6 clip này mình sẽ khóa lại. Ấy. Ok các bạn chơi xíu nhá, mình tắt cái lại thì bên kia. Không cày từ các xong game này các bạn chơi mình chút nhé. Mình sợ mấy cái thằng YouTuber khác nó ăn trộm cái clip live stream này của mình, nó đi câu view. Mình sợ mấy thằng YouTuber khác nó lấy cái clip này của mình nó đi câu view các bạn ạ. Các bạn không biết được đó, các bạn sao biết được. Cái mèo này các YouTuber khác nó lấy nó câu view. Cái này là do bọn mình tìm ra. Mà thực sự là các bạn thấy kênh của mình tìm ra mà view rất là ít. Đấy, sẽ có người ăn trộm cái clip này của mình mà nó đăng lên, nó chả làm cái gì cả. Đấy, bọn mình là một người tìm ra mà cuối cùng là cái kênh chỉnh không ai xem. Mà cái bọn đi ăn trộm clip thì lại xem hàng triệu view. Nó rất là không thích. Các bạn không hiểu được đâu. Kiểu giản như những cái gì mình tìm ra. Còn những cái bọn nó không chịu tim to gì cả thì nó lại ngư ông đắc lời. Chả làm cái gì cũng được rất là nhiều view. Ok, xong cái clip này mình sẽ nghỉ lại team YouTube và mình sẽ xóa cái clip buổi này. Các bạn làm sao mới hiểu được những cái người làm clip được. Người ta bỏ cái sáng tạo ra, xong rồi bị người ta ăn cắp clip. Trong khi là những cái người sáng tạo ra cái clip đó thì không ai xem cả. Mà những cái người ấy như là ấy. Các bạn chơi xíu. Ok, chơi xíu nhá. Quá ngáo đó kìa. Sorry. Tố cáo, mình biết tố cáo xong cả. Ngáo quá. Mình lo người khác ăn trộm cái clip của mình lo quá. Cảm giác lo sợ quá.
nó ăn cắp lại cái clip của mình đi. Nó sẽ lưu là nó sẽ quay lại bắt đầu nó phát lên kênh của nó. Mà mình lại không đi post được. Clip kênh của mình chứ đăng đi không ai xem. Còn nó đi ăn cắp clip của mình chứ đăng đi hàng trăm nghìn người xem, hàng triệu view. Ừ, cái đó. Mình không biết đi post kênh nó như nào cả. Hay quá. Tánh đi. Ok, win rồi. Ôi, một gà tảm bên gà đây là lái rồi. À, mình sẽ nghỉ bên YouTube nhá. Các bạn nào muốn coi live stream tiếp của mình thì tất cả các bạn hãy qua bên gà đây là lái. Và các bạn hãy theo dõi mình bên gà đây là lái nhá. Chúc tất cả các bạn YouTube có một buổi trưa thật là vui vẻ. À, chơi tỉ mình ơi. Chúc tất cả các bạn có một buổi trưa vui vẻ. Chào các bạn nhá.